Ba, ba, ba ơi ba, lên phòng ngủ đi ba. Gì vậy? Vậy là gì vậy? Anh hai. Sao chứ ai? Sao mày mà cũng kêu tao bằng ba nữa? Không phải, tại anh chùm kính mít, lú chùm tóc ra ở trên nhìn xuống thấy cái đầu bạc trắng tưởng ba. Trời ơi, làm gì mà ngồi ủ rũ buồn bã vậy? Buồn sao không buồn? Sao có gì nói em nghe coi. Phải chi nó ra trắng rồi nó tím tím như mày thì nó người ta nhìn vô người ta nói anh bị mô đen. À cái tóc quá hả? Hôm giờ anh bạc phơ. Trắng rất tự nhiên nha anh. Thôi đi. Chỗ trắng chỗ đen nhìn nè. Thì đó nó lộn xộn lùm lum la. Đi gặp bạn bè rồi bạn bè nói sao giờ mày già quá vậy. Mày đi chung với vợ mày tao tưởng đâu là mày là ba của vợ mày không. Thôi anh có phước ghê, có mấy bạn có duyên dữ. Đó, cái này là cái này là trắng nhân tạo. Này là mô đơn, người ta đi tẩy tóc nó ra cái này. Cái này tự nhiên. Còn anh là tự nhiên. Đây phát. Ôi bạc quá trời bạc luôn anh ơi. Nói nghe. Hả? Có cách nào cứu không? Cứu hả? Chứ này... để về hoài chết luôn. Ra đường không dám nhìn nhầm mặt ai luôn. Thì cái này là cái cách đơn giản nhất mà mấy đời rồi người ta vẫn áp dụng. Tại gì? Muốn đen thì phải đi nhuộm thôi. Ba anh đi nhuộm màu đen thì nó ra màu đen. Muốn đi nhuộm có thích thì... màu nào nhuộm màu đó. Ôi mày khùng quá. Chứ trẻ chung gì đâu. Nó nghe này, đi nhuộm đen thì chuyện nó bình thường rồi không? Nhuộm xong cái chừng tuần hai tuần sau cái nó ra trắng lại cũng như không, lại phải đi nhuộm nữa. Không được. Có cách nào khác không cho nó bảo đảm như là đen nhanh rồi ra nhìn tự nhiên, ai làm kỳ. Tức là anh không muốn tức là đen hay kiểu ngoại nó tác đúng dụng rồi, đúng không? Mà mình muốn là ở trong nó đen ra đúng không? Nó bộc phát ra dạng vậy hiểu không? Ông bà mình lại có câu: muốn cho xanh tóc đỏ da, rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Đó. Anh cứ ngồi yên đây. Hôm nay em và má sẽ có một cái món vô cùng đặc biệt mà đã cất công chuẩn bị cho anh. Hà thủ ô. Sắc 4 chén còn lại 1 chén, 3 chén còn lại 8 phần. Má sắc cái gì mà nghe nó lộn xộn quá vậy má? Nước thứ chén thứ nhất, đúng không? 4 chén còn lại 1 chén. Thứ chén thứ hai, 3 chén còn lại 8 phần. Đây là chén thứ nhất. Cái này là uống đi. Tinh chất luôn, tinh túy luôn. Con cứ tin rằng con uống xong rồi Bạch công tử sẽ trở thành Hắc công tử đem thù lùi luôn. Mà cái chén thuốc này nó không phải là chén thuốc bình thường đó. Cái chén thuốc này là chén thuốc tình, chén thuốc nghĩa. Linh đơn được được sắc trở thành cái nước cái gì, cốt. Cái gì mà con cứ việc uống. Đây là một cái loại thuốc mà sắc cổ truyền của ông bà mình. Đây là hà thủ ô, má sắc với lại đậu đen. Con cái việc uống. Uống được không? Một ngày uống 2 chén. Em mà biết sao không? Đó giờ ai cũng kêu uống này uống cái kia. Bây giờ đi đâu vậy? Lần này uống thì con cũng đặt niềm tin lắm. Con hy vọng là lần này là uống cho nó ngon lành. Thành thử là con phải xin làm lễ. Trời ơi. Thôi giỡn hoài, cái thằng kia mày khùng quá đi. Mày sợ thấy thằng nào vậy? Sợ nó giả bộ nó kéo dài thời gian sử uống. Thật ra đắng thì có đắng nhưng mà rất là hữu hiệu đó con. Uống đi con. Cái này là thuốc đắng giải tật sự thật mất lòng hả má? Đúng rồi. Ráng uống đi anh. Được gì sự nghiệp tóc đen của mình thấy không? Cố gắng lên. Lên 1, 2, 3. Anh hẹn gì? Và bây giờ một tràng của tay để chào đón người đàn ông tóc đen nhất của nhà này. Cho biết bao lần sai, cho quen với đồng cây dòng mưa xanh còn đây. Chị giờ uống cổ vậy không biết nữa. Ủa má, hôm nay là mình cho anh uống hà thủ ô chứ đâu có cho anh uống thuốc nhuộm đâu mà tóc anh cam quá vậy má. Thôi giỡn đi chơi đó mà. Thấy đâu, thấy đâu, thấy đâu. Trời, sao nó y thinh vậy? Ủa sao nó vẫn bạc vậy anh? Nó có khác gì đâu. Trời ơi, anh có biết đâu. Mấy tuần tôi nấu một ngày 2 chén, muốn cụp xương sống, muốn thoát gì đĩa đệm luôn. Rồi xong rồi cuối cùng nó vẫn y chang vậy là sao trời? Rồi thôi con này con biết rồi má ơi. Biết sao? Người ta nói là muốn cho xanh tóc đỏ da, rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Cái này má đâu có lên núi đâu.
má ra chợ má mua lận ký hai ký không à. Má mắc cười quá, Hà Thủ Ôn nào đây chẳng là Hà Thủ Ôn. Trên núi nó khác, ngoài chợ nó khác. Thôi đừng có tào lao đi. Buồn quá, rủ nhau lên núi cái gì bây giờ con xác định rồi. Cái tóc của con bị như vậy là do di truyền. Sai, không có tóc nào mà di truyền ở trên trời. Di truyền? Không. Đúng rồi. Không, chắc có lẽ là con quá căng thẳng, con đi làm rồi con suy nghĩ cho nên là tóc con nó dễ bạc vậy thôi. Nếu không bây giờ, nếu không muốn hòa Thủ Ôn được thì má sẽ dẫn con đi bác sĩ. Chắc chắn bác sĩ sẽ tìm cho con một cái cách nào đó để mà chữa thành tóc đen. Má nghĩ làm sao? Trời ơi, bạn bè rủ đi nữa, làm sao con dám đi? Ra nó kêu con với ông về. Không, con không đi, con buồn quá đó. Ôi, cả đầu bạc hết trơn mà cái nết như con nít vậy anh ơi. Bây giờ Năm Giả là sao? Con đi đây. Đi đâu? Con đi nhuộm tóc đây. Chứ để bác sĩ làm, bác sĩ tư vấn thì chừng nào tóc con mới đen lại.